Xin chào tất cả các bạn, anh là Khoai Tây. Còn mình là Cam Cam. Chào mừng các bạn đã đến với Toy Station, một kênh YouTube được ra đời từ tình yêu và đam mê cho đồ chơi. Ở Toy Station, Cam Cam và anh Khoai Tây làm rất nhiều video về đồ chơi đó nha. Ví dụ như... Dạ ok, để tôi ha. Hai video này, em sẽ dùng siêu năng lực mắt thần để mở những giáp anh này. Trời ơi, sao Cam Cam hay vậy? Đây nữa. Nhưng bản thân anh Khoai Tây thì luôn luôn lựa chọn những bộ đồ chơi chất lượng cao và an toàn như thế này. Và còn để ủng hộ cho đội nhà Việt Nam của mình nữa chứ. Hoặc video này. Dạ em cũng vậy đó anh. Ý, vui quá. Ý. Ủa anh mà xung xung lại gì anh? Và rất nhiều video khác về đồ chơi nữa. Hãy thử ghé qua kênh YouTube của Toy Station một lần nhé. Anh hy vọng có thể mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho tất cả những ai yêu thích đồ chơi như anh và Cam Cam. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất của Toy Station nha. Chúc các bạn có thật là nhiều niềm vui. Anh Khoai Tây xin chào tạm biệt. Cam Cam bye bye các bạn nha. Rồi anh Khoai Tây ơi, anh nói quay video này xong, anh dẫn em đi ăn cà lem mà. Giờ xong rồi mình đi đi anh. Trời ơi, anh biết rồi nhưng mà mình đã quay xong đâu mà, anh chưa tắt máy nữa nè. Trời ơi, lẹ đi anh, ăn uống mà, hả, chờ lâu quá không có được đâu. Anh bó tay em luôn á nha Cam Cam. Thôi được rồi, giờ mình đi nè.